Gì đấy? Thắng Hằng ấy ở ngay chỗ cầu cầu gì vậy? Ngay cái cầu trường học thì mình đi cái cầu cầu chuỗi bên cạnh đồn công an cũ ấy. Ừ, đấy. Hôm giờ chưa đi cơ à? Thắng Đức Thắng ấy. Chưa đi cơ à? Cho cái vòng đấy không cho. Cho cái vòng đấy thì không cho. Đấy nha.